Xin chào, các bạn có muốn vẽ được như mình không? Nếu muốn thì hãy đăng ký kênh và chúng ta cùng bắt đầu vẽ những bức tranh do chính chúng ta tạo nên. Cảm ơn các bạn. Vẽ động vật channel, kênh chuyên vẽ động vật số 1 Việt Nam. Xin chào các bạn, nhân dịp Giáng sinh thì cho phép vẽ động vật. Xin được gửi lời chúc sức khỏe tới tất cả các bạn cùng gia đình có một mùa Noel vui vẻ, ấm áp, hạnh phúc. Mình cũng thật sự là xin lỗi các bạn là bởi vì là cũng đã chuẩn bị một bức tranh khá là cầu kỳ và cũng khá là ổn. Tuy nhiên thì sau khi dựng hình xong thì mình phát hiện ra là mình chưa bật cái máy quay ấy. Thế là cuối cùng là thôi, không vẽ bức đấy nữa mà mình vẽ lại một bức khác. Đây chính là cái bức tranh mà mình dự định vẽ đây các bạn. Xe pháo có đầy đủ rồi, bây giờ chỉ cần vẽ ông già Noel ngồi trên cái xe kéo nữa là xong. Thế mà cuối cùng là mình quên mất mình không quay. Thế là mất cảm xúc không vẽ được tiếp. Nên là mình chuyển sang vẽ một bức tranh mới. Thì ở cái bức tranh này thì mình vẽ cũng khá là đơn giản. Có đầy đủ tuần lộc ông già Noel và một cây thông Noel đơn giản. Ở trong clip này thì mình vẽ nó không quá cầu kỳ phức tạp, các bạn có thể thực hiện theo được. Và mình để video tương đối là chậm để các bạn có thể vẽ theo. Về cái phần vẽ ông già Noel thì có một thực tế là mình không thể tìm được một cái hình mẫu để mình vẽ ông già Noel. Do đó mình vẽ theo kiểu nó hơi hoạt hình một chút. Thì nó nằm ở phút thứ 9 phút 28. Thì các bạn có thể tua nhanh lên đấy để xem cái phần mình vẽ ông già Noel. Một lần nữa thì cho phép vẽ động vật xin cảm ơn sự ủng hộ của mọi người trong suốt năm vừa qua. Thì không biết nói gì hơn thì một lần nữa xin được gửi chúc lời chúc Giáng sinh an lành ấm áp đến với mọi người. Ở trong clip này thì mình sẽ không nói quá nhiều mà mình sẽ để cho cái tốc độ video nó chậm để anh em, các bạn có thể vẽ theo. Mấy ngày vừa rồi thì mình cũng khá là bận, phải đi trực Giáng sinh. Do cái đó cái thời gian để vẽ vời thì mình không có nhiều lắm. Nên là mãi đến hôm nay thì mình vừa mới về thì mình tranh thủ mình vẽ nhanh cái bức tranh này. Vẽ toàn bộ bức tranh này thì mình mất một tiếng đồng hồ. Thì ở đây mình tua lại khoảng độ 15 phút. Nó rơi vào khoảng 1/4, cũng tương đối là chậm. Nếu phần nào các bạn thấy nhanh hoặc chưa vẽ được thì các bạn cứ dừng video lại và thực hiện theo. Cũng khá là đơn giản thôi. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn thành công trong cái bức vẽ của mình. Nếu các bạn thấy video hay thì hãy để lại cho mình một like và đăng ký kênh để đón chờ những video tiếp theo mình sẽ ra mắt trong thời gian tới.